lòng hồ, hồ Tà Sóc, hồ Kè. Người dân phải vét đường nước như thế này để dẫn nước vào tưới tiêu cho vườn tược. Xung quanh này thì thấy cá chết. Do hạn hán, nắng nóng kéo dài, hồ nước cạn, nhiệt độ trong hồ lên cao, cá không thể nào mà sống nổi. Đường ống người ta dẫn tới tưới đây. Rừng cây thì khô, héo, một số cây cũng đã chết. Cây thốt nốt huyền thoại thì thấy bây giờ nó vẫn còn sống, cho dù nước ngập cỡ nào vẫn sống lẻ loi ở giữa hồ như thế này. Khu vực này một cây thốt nốt trơ trọi ở đây thôi. Ở đây thì nghe nói là có khi nước cạn lên, người ta thấy là những cái ngôi miếu này, những cái mồ, phần mộ lồi lên đây. Cái phần mồ này nó có lâu chưa chú? Mấy cái mộ nó lội lên nè. Lâu rồi ha. Dạ. Còn cái miếu này đó là miếu thờ gì chú? Dạ. À, miếu con Ba Minh vậy đó hả? Cũng không nghe rõ quý vị. Ở phía đằng này thì có mấy cái đàn cù hay gì kìa. Phía ngoài thì vẫn còn nước, nhưng mà nó hạn lắm rồi. Mong một cơn mưa gọi nhừng thôi. Hai mọi người cho mát mẻ cây cối tốt tươi, và cũng như muôn loài sinh sôi nảy nở tốt đẹp.